Xin chào các chị em xinh đẹp của kênh Dược sĩ Việt TV. Các bạn thân mến, nám da thì nó không phải là một hiện tượng quá xa lạ đối với phụ nữ chúng ta. Nhưng mà để hiểu rõ cái vấn đề sức khỏe này của làn da thì không phải ai ai trong chúng ta cũng hiểu rõ. Vậy thì nám da là gì? Nguyên nhân, cách phòng chống cũng như điều trị nám da như thế nào để có thể đạt được cái hiệu quả điều trị cao nhất? Thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay để biết thêm được những thông tin hữu ích cho làn da của mình nhé. Và đối với những bạn nào mới biết đến kênh của Dược sĩ TV, các bạn hãy ấn nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được các video nhất từ chúng tôi nhé. Nám da là cái tình trạng da xuất hiện những cái đốm màu nâu hoặc là màu xám nâu ở trên da. Và nám thì có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, nhưng mà nám da mặt thì là loại nám mà chị em chúng ta hay gặp nhất. Và nó thường mọc thành tập trung thành từng mảng và phân bố chủ yếu ở hai bên gò má này, mũi, cằm, trán. Và bản chất của nám da thì nó là sự phát triển quá mức của các sắc tố melanin ở lớp đáy và lớp trung bì. Nám thì để càng lâu thì lại càng có xu hướng lan rộng ra và màu thì trở nên đậm lên. Và tất nhiên rồi, càng lâu thì lại càng khó chữa trị. Nám thì xuất hiện nhiều ở những phụ nữ từ 20 cho đến 50 tuổi. Và trong đó thì nám da ở phụ nữ có thai và nám da sau sinh thì gặp khá là phổ biến. Còn nam giới thì ít khi là bị nám so với phụ nữ chúng ta. Có rất là nhiều những nguyên nhân gây nên bệnh nám da, và nó có thể được giải thích bằng đó là do sự rối loạn sắc tố thứ phát. Điều này có thể đến từ nguyên nhân nội sinh, ngoại sinh, hoặc là đôi khi là kết hợp cả yếu tố đó. Những nguyên nhân nội sinh có thể được kể đến đó là sự lão hóa, thì đây là một trong những cái quá trình tất yếu của da rồi. Tiếp theo đó là do sự thay đổi nội tiết tố, thì nám da nó có thể xuất hiện ở những phụ nữ có thai hoặc là phụ nữ sau sinh, rồi những người sử dụng thuốc tránh thai hay là thuốc nội tiết, và những cái bệnh nhân mắc các bệnh lý nội tiết tại tuyến giáp hay là buồng trứng thì cũng là một trong những cái nguyên nhân gây nên bệnh lý nám da. Hoặc là những cái đối tượng ví dụ như bị stress kéo dài, hoặc là làn da bị nhiễm độc thủy ngân, chì hay là nhiễm corticoid trong các loại mỹ phẩm thì cũng là một nguyên nhân gây nên hình thành nên nám trên ở da mặt. Và có thể nguyên nhân là do khi mà mẹ của bạn bị nám thì có thể đến bạn sẽ cũng bị di chuyển cái ảnh hưởng đó từ mẹ, sau đó mà bạn cũng có thể xuất hiện nám da. Tiếp theo là nguyên nhân ngoại sinh. Thì một trong những cái nguyên nhân ngoại sinh đầu tiên được kể đến đó là việc làn da của chị em chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời gay gắt. Các tia bức xạ UVA, UVB có trong ánh nắng mặt trời thì nó sẽ kích thích các tế bào hắc tố, đặc biệt là trên cái nền da mà chị em nào có tiềm ẩn dị ứng do hóa chất từ mỹ phẩm, thì nó sẽ trực tiếp gây ra các rối loạn sắc tố trên da. Đồng thời thì nó sẽ thúc đẩy quá trình lão hóa và gián tiếp gây nên bệnh nám da. Và một trong những cái nguyên nhân ngoại sinh nữa đó là các bệnh lý viêm da hay là nhiễm trùng, nhiễm độc, dị ứng da tại chỗ, hoặc là chế độ ăn uống quá nghèo nàn, dinh dưỡng không hợp lý, ví dụ như là ít ăn hoa quả tươi hoặc là không bổ sung các loại vitamin thiết yếu, thì đó cũng chính là một trong những nguyên nhân gây nên hình thành bệnh lý nám da. Các bạn thân mến, đối với những chị em nào mà đang tìm hiểu điều trị nám này, hay là đang trong quá trình điều trị nám, thì có lẽ đã thấu hiểu được một phần nào cái việc điều trị nám da thì nó thường là không đơn giản và khá là tốn kém. Thế nên là ngay từ đầu các chị em hãy sử dụng những cái biện pháp phòng ngừa để phòng các vấn đề tăng sắc tố da nói chung và nám da nói riêng. Và một trong những cái nguyên nhân mà gây nên nám da đó chính là ánh nắng mặt trời. Thế nên các chị em hãy tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong vòng từ 10 cho đến 15 giờ mỗi ngày. Bởi cái thời điểm này đó là tia bức xạ nó hoạt động rất là mạnh, nó có thể làm tổn thương làn da của chúng ta. Và để bảo vệ làn da của mình một cách tốt nhất thì các chị em nên nhớ là không bao giờ được quên kem chống nắng. Hãy bôi kem chống nắng trước từ 15 cho đến 30 phút trước khi ra ngoài, và nên sử dụng những loại kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu là 30. Và nếu mà các bạn hoạt động ngoài trời thì nên dặm lại kem chống nắng 2 giờ mỗi lần khi mà có hoạt động đổ mồ hôi hoặc là mình đi bơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, để nó có thể bảo vệ được làn da của mình một cách hiệu quả nhất các chị em nhé. Và tất nhiên rồi, đang bảo vệ làn da thì chúng ta không thể đầu trần, chân đất khi bước ra ngoài được. Thế nên là hãy che chắn và bảo vệ làn da của mình bằng các trang phục chống nắng như là mũ rộng vành này, áo quần hay là váy chống nắng, để có thể hạn chế được những cái tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời lên làn da của mình các bạn nhé. Sau khi mà bảo vệ bên ngoài rồi thì chúng ta cũng sẽ tăng cường dưỡng chất ở bên trong nữa bằng các chế độ dinh dưỡng. Chúng ta có thể bổ sung những loại rau củ quả tươi để có thể giúp cho làn da của chúng ta được trở nên khỏe đẹp hơn.
Và uống nhiều nước cũng là một cách rất là cần thiết cho da cũng như là các hoạt động khác của cơ thể. Một chế độ giàu dinh dưỡng có các vitamin như là vitamin A, vitamin E, vitamin C hay là có chứa omega 3 thì nó sẽ làm đẩy lùi tiến trình lão hóa cho da, đồng nghĩa với việc là nó sẽ làm giảm nguy cơ nám da. Các chị em cũng nên hạn chế bia rượu hay là những các thức ăn gây nóng, các thức ăn làm sung huyết da bởi vì nó có thể làm hạn chế được nám da cũng như là các vấn đề tăng sắc tố khác trên da. Và các chị em cũng nên nhớ là chỉ nên sử dụng những loại mỹ phẩm đã được kiểm định an toàn. Có rất là nhiều chị em chú trọng đầu tư chăm sóc cho làn da mình, thế nhưng mà lại đầu tư sai, đầu tư không đúng chỗ, dẫn đến mất tiền oan, đó là dùng những loại mỹ phẩm có chứa những cái chất có hại cho da, khiến da nổi mụn này, hoặc là những cái chất bào mòn da, khiến cho làn da dễ bị nám hơn. Vì vậy mà không nên dùng những cái loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hay là những cái loại mỹ phẩm không mang lại an toàn cho da. Và một điều lưu ý đó là các chị cần phải lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với từng loại da của mình. Phải hiểu rõ là làn da của mình là da gì, da thường, da dầu, da hỗn hợp hay là da mụn để có thể lựa chọn được cái sản phẩm phù hợp, vì mỗi cái sản phẩm nó có một công năng nhất định phù hợp với từng loại da mà thôi. Và các chị em cũng nên đi khám bác sĩ da liễu để được chẩn đoán và điều trị các bệnh lý trên da của mình. Không để cái tình trạng nám nó quá lâu rồi mới đi khám, bởi vì cái việc phát hiện sớm rồi điều trị sớm tất nhiên nó sẽ mang lại những cái hiệu quả cao hơn khi mà mình để nám nó quá lâu rồi mới điều trị, nó sẽ mất công sức và tiền bạc tốn kém hơn so với việc mà mình phát hiện sớm hơn. Và tuyệt đối các chị em cũng không tự ý dùng thuốc hay là dùng những cái sản phẩm nó không có nguồn gốc xuất xứ, vì nó có thể làm cho cái tình trạng nám da của chúng ta trở nên nặng nề và khó chữa trị hơn. Vậy thì nên áp dụng những biện pháp điều trị nám da như thế nào? Trị nám da hiện thì nó đã đang là cái nhu cầu rất rất cấp thiết của chị em phụ nữ chúng ta rồi. Bởi vì khi nám nó xuất hiện trên mặt thì nó ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ, làm cho làn da chúng ta trở nên kém sắc, không đều màu, khiến chúng ta rất là mất tự tin trước người đối diện. Thế nên là có rất là nhiều các phương pháp trị nám da để các chị em lựa chọn, từ thảo dược thiên nhiên này cho đến các phương pháp hiện đại như là dùng kem bôi, viên uống trị nám, laser sâu. Thì tùy theo từng loại nám và tình trạng da thì có thể áp dụng các phương pháp khác nhau. Ví dụ như nám má thì nó có thể nhạt dần khi mà những cái yếu tố thúc đẩy của nó không còn, tức là nó có thể khỏi tự nhiên trong vòng 1 năm sau khi mà các chị em sinh con xong, hoặc là ngưng sử dụng thuốc ngừa thai hay thuốc nội tiết tố thay thế. Tuy nhiên thì đối với một số chị em thì nó có thể tồn tại nhiều năm hoặc là thậm chí là suốt đời luôn. Trị nám được coi là một thử thách vì bản chất nó là mãn tính và cái sự hiện hữu của nó trên làn da thì nó khá là lâu rồi. Thế nên là điều trị tại chỗ từng đợt và kết hợp với chống nắng triệt để trong suốt và sau quá trình điều trị là những cái biện pháp thông thường để kiểm soát bệnh. Và trong quá trình điều trị thì hiệu quả nó sẽ từ từ, hiệu ứng nó có thể rất chậm. Thế nên là cần phải kiên trì thì mới có thể thấy được hiệu quả. Và tùy thuộc vào từng loại nám, nám nông hay là nám sâu thì các bác sĩ sẽ có quyết định là dùng phương pháp điều trị nào phù hợp, an toàn và hạn chế tối đa các kích tác dụng phụ cũng như các kích ứng không mong muốn. Thế nên là các bạn hãy bắt đầu một cách từ từ, nhất là những làn da nhạy cảm. Chính vì vậy lời khuyên của team dược sĩ Việt dành cho các bạn đó là nếu các bạn xuất hiện nám và có nhu cầu điều trị nám thì các bạn hãy đến gặp bác sĩ da liễu hoặc là các cơ sở spa uy tín để được nghe tư vấn chính xác về loại nám các bạn đang gặp phải và áp dụng các phương pháp điều trị khoa học hợp lý nhất cho tình trạng của mình. Tránh nghe những cái quảng cáo hay là lời đồn mua các sản phẩm trị nám trôi nổi trên thị trường để tiền mất tật mang các bạn nhé. Chúc các bạn có một làn da thật là đẹp và sạch nám. Và nếu có bất kỳ câu hỏi hay là thắc mắc nào liên quan đến nám, các bạn hãy để lại comment xuống phía bên dưới để nhận được những phản hồi sớm nhất của team dược sĩ Việt. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau biết được các kiến thức về nám các bạn nhé. Video ngày hôm nay mình xin phép dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo trong chuyên mục làm đẹp của kênh dược sĩ Việt nhé.